ngày hôm nay Hoàng Dung lại về những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại bên xe máy Hưng Kiên vừa về buổi chiều nay đây. Những chiếc Ablet, Janus, Vision, Jim và chiếc Janus mọi người nhé, Noza và chiếc xe Way và chiếc những chiếc xe Dream đây. Ông quay con một chiếc xe Dream này đi. Cái tại con này nó rất là, nói thật nó rất là độc đáo vì là giới thiệu trước, nó là Jim Thái đời đầu, đời 93-94 nhưng mà lại giật thành Jim Việt anh em ạ. Đấy, ông quay qua một vòng. Được cái con này là giật ngon lành hết rồi nha anh em nhé. Đấy anh em về chỉ việc đi thôi, được cái máy ngon. Đấy, quay qua một vòng xe này. Đây xe đang nổ nhé mọi người nhé. Nó là Jim Thái, Thái giật Việt. Tóm lại là bắt từ một con khác bắt sang bên này. Đấy, bắt từ đồ đàn bắt một con xe Jim Việt nhấc sang một con Jim Thái. Đấy, bộ 2543. Đấy, được cái máy ok này. Bộ 2543 móc lõi nhé mọi người nha. Tóm lại là bốc từ một con Jim Việt sang. Đấy, ngon lành cành đào. Màu có thể là màu con này nó màu nó là màu tím đấy nha anh em nhé, chứ không phải là màu xanh đâu. Đấy, màu anh em quan trọng gì, xe giật. Đấy, đây một vòng. Yên hẳn yên sát hẳn hoi nha anh em nhé, này vào hẳn yên sát này. Đấy. Đấy, rất là, tóm lại chiếc xe này là anh em, nó là Jim, gốc của nó là Jim Thái nha mọi người nhá. Gốc của nó là Jim Thái, nhưng anh em bốc từ một con Jim Việt khác sang. Đấy, con này hiện tại là ngon lành cành đào, anh em chỉ việc về đi thôi, chỉ cần rửa qua là đi thôi. Không phải làm gì cả, dành cho anh em người lười, là về không phải giật giết các thứ gì cả. Mà xe rất là ok, rất là ngon lành cành đào nha mọi người nhá. Con này Dung bán ra 18 triệu nha anh em nhé. Đấy, thực ra là những dòng này nó là giật từ một con Jim Việt, từ một con hiện tại gốc nó là Jim Thái, giật Jim Việt sang, bốc một đồ của con Jim Việt sang. Đấy, sơn thì không nói nhá, sơn thì anh em loại sơn này đơn giản, triệu hơn triệu là xong. Đấy, đồ từ con Jim Việt 18 triệu nha anh em nhá. Đấy, anh em nào chốt con này thì anh em cứ chốt 18 triệu thôi, giá rất là hợp tình hợp lý. Ngon lắm, máy là máy ngon lành đấy. Bô thì bô móc. Đây một chiếc Jim Việt đời 2012. Jim Việt đời 2012 nha anh em nhá, sơn zin, máy zin. Đây. Quay con một vòng. Đấy. Xe mới về tại cửa hàng anh em nhé. Đây. Máy đây. Đấy, máy zin. Rồi, đấy ra máy. Ra máy con này đời 2012 nó hơi rôm một tí mọi người nhá. Xe mới mua. Đồ tem dọc dưa. Đấy. Đây. Cành bánh tam nan được đều xe này. Cành bánh tam nan con này thì nó là biển Vĩnh Phúc nhá mọi người nhá. Đây biển 88G 09396. Đấy, 09396. Đấy, rất là đều xe này. Đấy. Nó mất cái độ ra máy nó hơi rôm rôm một tí nhá mọi người nhá. Được cái máy zin, sơn zin, máy zin. Đời 2012. Đấy. Chạy hơn công tơ, chạy hơn 3 vạn rồi mọi người ạ. Đây, quay. Đấy, gầm lườn ok nhá mọi người nhá. Gầm lườn rất gầm lườn là zin luôn. Đấy, ốc ác các thứ là ok. Con này hiện tại bên mình đang bán ra với giá là 28.500.000 nhé mọi người nhé. 28.500.000 The Dream Việt đời 2012. Anh em nào quan tâm những chiếc xe khung dưới 30 triệu, anh em quan tâm cho em con này nhé. Đấy, máy ngon lắm, máy ngon, máy zin, sơn zin. Đấy, nhược điểm của nó là nó bị hai cái bên ra máy này nó rôm rôm này. Đấy, anh em nào có thể về, có thể để cũng được, mà không có thể mọi người về bán tí sơn, bán sơn tỉa là ok. 28.500.000 với chiếc Dream Việt 2012 này anh em nhé, xe đẹp đấy. Đấy, xe này tem dọc dưa. Đấy, đồ đạt đều, ra xe này chưa dọn trông nó thế thôi. Còn thực ra trông đều xe mà. Đây một chiếc Noza nhỏ nhỏ xinh xinh dành cho các chị em gái. Các mẹ các chị một ngày mùng 8 tháng 3. Đi những con này là cũng ok này. Mặc váy mặc zip đi là rất là thuận tiện nhá mọi người nhá. Hộp cốp đồ là đựng thoải mái. Đây, đời 2012. Đấy, ông quay cho một vòng màu trắng. Đấy, chị em gái đi những cái dòng này, anh em mua cho các chị em gái đi những dòng này cũng ok. Vừa gọi là dáng nhỏ nhỏ xinh xinh nhá mọi người nhá. Đấy. Con này biển Hà Nội nhá anh em nhá. Hà Nội biển 29V5 05709. Con này bên mình đang bán ra với giá là 12 triệu nha anh em nhá. 12 triệu với chiếc Noza màu trắng. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh, thực ra là dòng này đi nó gọi là xinh xinh. Đây, quay con được cái cốp đây. Đấy, đầy đủ phụ kiện, gương lược, cứ đầy đủ nhá. Đấy, được, đều đều xe anh em ạ.
Đấy, anh em nào quan tâm xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Noza đời 2012. Đây một chiếc Way Alpha đời 2022. Thực sự ra là con này bên mình mua rất là hợp tình hợp lý, bán hợp tình hợp lý cho anh em nhé. 2022 từ anh em đây cũng có rồi, có lắp từ 2022 màu xanh tím bản Way 110 đấy. Xe con này chính thức công tơ chạy vạn rồi anh em nhé. Đấy, công tơ chạy một vạn rồi đây. Xe cũng rất là đều xe này đấy, anh em nhìn này, đều xe nhé. Đây bản 2022 mà màu xanh tím rất là hot hit đấy, rất là hot hit. Máy zin sơn zin anh em nhá, con này cam kết anh em máy zin sơn zin. Ra những dòng 2022 này nó cũng chưa có gì phải lăn tăn đâu ạ. Đấy. Đây đấy, đồ đều nhá anh em nhé. Con này mình bán ra giá là 17.500.000, giá rất là hợp tình hợp lý. Bình thường bên mình cũng có thể là mua vào giá này, cũng có thể là 2022 mà mua vào giá 17.500.000, nhưng mà mua được hợp tình hợp lý thì bên mình bán ra với giá đấy nha anh em nhé. Đấy, 17.500.000 nha anh em nhé. Một chiếc Way Alpha 110. Đấy anh em nào quan tâm. Bình thường nói thật với anh em, bình thường mà anh em đến mà bán xe là 2022 mà xe đẹp đẹp vẫn mua 17.500.000. Nhưng mà mua được hợp lý thì lại bán cho anh em hợp lý thôi, có gì đâu. Đúng không ạ? Đây một chiếc xe Dream Việt Nam đời 99 nha anh em nhé. Đây anh em nào thích những cái dòng đời 99 2000 tem đỏ này thì anh em quan tâm cho em. Rất là nhiều anh em hay thích mua những chiếc xe Dream đời thấp. Đấy ông quay cháu một vòng. Đấy, một vòng, hôm nay dùng hơi khản tiếng một tí. Đây, máy anh em nhìn củ máy đẹp không? Đấy, anh em nhìn động da máy này. Đấy, da máy bóng luôn. Con này đây anh em nhá, tem đỏ nhá mọi người nhá. Càng thụt hộp xích rất là ok này, anh em nhìn này, ốc nhái vẫn còn ok này, đúng không? Thụt thò, đấy. Vành bánh tam nan anh em nhìn. Đấy, vành bánh tam nan này. Vàng vàng luôn. Biển 29K130066 nhá mọi người nhá. Đấy. Đây, bô này. Bô 2543, bô thay bô thái nhá mọi người này. Cái càng này, nắp càng này. Gầm lườn vẫn ok. Đấy, ra máy ok. Cháu quay cái máy ngon lắm anh ạ. Anh em nào cái này dòng này là phải thích đời cơ. Anh em thích đời cơ. Đấy, gầm lườn ok nhá mọi người nhá. Đây. Cái đời Jim Việt đời này là cái nắp xăng, cái bình xăng là nó hơi màu ngà tím kiểu quả nho á. Đấy, con này mua 25 triệu nha anh em nhé. Con này cộng 2 triệu rưỡi. Đấy, này còn đẹp nhỉ. Đấy, anh em nhìn đấy. Này, đấy, công tắc là nó vàng chóe này. Ơ, nó đỏ au này. Đấy, kim này. Mua 25 triệu nha anh em nhé. Con này dùng cộng 2 triệu rưỡi. Anh em nào quan tâm chiếc Dream Việt đời 99. Xe đẹp lắm. Xem là tương đối ok nha anh em nhé. Ra để mà xuất sắc thì không phải là hệ gọi là 70-80 triệu, nhưng mà hệ dưới 30 triệu, con này anh em nên cân đối nhé mọi người nhé. Nên cân đối cho mình con này 20-25 triệu cộng 2,5 triệu. Đấy, một chiếc tàng Amblet. Thực ra con này máy rất là chất, nhưng mà hình hài thì nó thật ra anh em nó vừa thôi. Đấy, xe thì dán ni lông cả xe. Đây anh em quan tâm chiếc xe này đây. Ông quay còn gần nữa con. Xe này hiện tại là Ablet chế cơ nhá mọi người nhá, xe dán ni lông cả xe. Và anh em về con này là phải mua sơn về xịt đây này. Đấy, trông nó để ngoài trời nó bạc rồi. Đấy. Ablet chế cơ con này 2009 nhá mọi người nhá. Anh em báo mua 7 triệu cộng 1,5 triệu. Đấy. Con này biển 20 này, anh em nhìn cái tem của đại lý xe máy nó vẫn còn này. Đấy, ủy nhiệm nhá, ủy nhiệm Phổ Yên. Biển 20, con này về phải dọn nhá mọi người nha. Mua 7 triệu cộng 1,5 triệu. Chưa bao dọn anh em nhá. Con này về phải sơn này, bóc ni lông này. Cũng mất tầm khoảng mấy trăm nghìn đấy nha mọi người nhá. Thực sự ra là giá mà mua 7 triệu cộng tại bán 8,5 triệu là giá cũng hợp tình hợp lý rồi. Nói thật anh em là bán giá cũng là hợp tình hợp lý rồi. Cũng không một chiếc đấy, được cái máy rất là ngon. Con đang treo một tí tay ga mọi người ạ. Đang treo một tí tay ga, anh em có thể xử lý được ngay nhé mọi người nhé. Được cái pha kính được này. Này chỉ cần bóc ni lông thôi, 8,5 triệu, chưa bao dọn anh em nhé. Đấy anh em nào quan tâm xe này thì inbox trực tiếp cho em. Con này đây, con này một chiếc Dream. Ông quay gần cho cháu đi, một chiếc Dream
chống nổ máy nữa nào. Một chiếc Dream. Cho xem con này đầu máy nào. Càng thái nha, cho xem. 025. À, con này Dream Việt. Dream Việt. Con này bán ra với giá là 15.500.000 nha anh em nhá. 15.500.000 với chiếc Dream biển 90. Ông quay cho cháu biển 90 đi. Đấy, máy ngon lắm, biển 90 F2. 2953. Đấy. 15.500.000 nha anh em, báo 15.500.000 được cái máy ngon. Đấy, ông quay gần cho con chi tiết cho anh em nhìn. Chị à? Lấy xe gì đấy? Chị lấy. Ok chị. Em ơi. Đức ơi. Bảo anh em mua xe chị cả. Đây nha anh em nhé, Dream 15.500.000 Dream biển 90 nha anh em nhé. Đấy. Một chiếc đây ông ơi, một chiếc Vision. Một chiếc Vision đời 2019 chạy 1,5 vạn. Đấy, chạy 1,5 vạn. Ông quay gần nữa con. Biển con này biển 98 Bắc Giang. Đấy. Hiện tại là hôm vừa rồi có like nhá anh em nhá, có like mua trực tiếp với lại chủ. Nhưng mà bây giờ là đã về nhà, đã dọn ngon lành cành đào hết lên rồi. Đẹp đẽ lên rồi. Đấy. Ngon lành cành đào đời 2019. Bản khóa smart key, chìa khóa đầy đủ anh em ạ. Đấy. Anh em quan tâm những cái dòng này nó giá cũng gọi là vừa phai phải nha anh em nhé. Con này bán ra với giá là 27.800.000. Với bản là 2019 nha mọi người nhá. 27.800.000. 2019. Đấy. Khóa smart key đây anh em ạ. Đấy, 2019. Đấy anh em nào quan tâm những chiếc xe Vision mà dưới 30 thì quan tâm cho em con đấy nhá. Đây một chiếc da nớt mọi người. Đây một chiếc da nớt. Một chiếc da nớt đời 2017-18 nha mọi người nhá. Bản xanh sần. Đây em quay con một vòng. Bản xanh sần cũng vừa mới mua xong anh em ạ. Vừa mới mua. Biển con này là biển 29V7-334-28 nha mọi người nhá. Đây xe mới mua, xe cũng ngon lành cành đào mà. Ra những cái dòng này nó lành lắm, nó lành giờ nó mới, nó đang lướt lát, nó rất là mới đây. Bản xanh sần chỉ cần con này chỉ cần rửa qua là ok nhá. Không cần phải làm gì đâu ạ. Mua 18.500.000 con này rồi, cộng 2.000.000. Đấy, công tơ chạy hơn 9.000 nhá, gần 1 vạn rồi, 9.000. 9.920 cây. Đấy, xe rất là ok nha anh em nhé. Bản xanh sần anh em nào hợp mệnh nhá, hợp mệnh quan tâm những cái dòng này mua 18.500.000 cộng 2.000.000. Đấy, cộng 2.000.000 con này có thể bao dọn cho anh em nhá. Đấy, biển Hà Nội. Đấy, những chiếc xe mới về tại cửa hàng bên xe máy Hồng Kiên, nhưng con này là mua 18.500.000 nhưng cộng 2.000.000. Đấy là rất nhiều những cái dòng xe khác có mặt tại cửa hàng. Anh em nào quan tâm những chiếc xe đẹp thì hãy inbox trực tiếp cho bên xe máy Hoàng Kiên nhé. Rất là nhiều. Đấy, anh em nào bên Hoàng Kiên luôn luôn muốn mua những chiếc xe đẹp. Anh em nào có những chiếc xe đẹp hoặc là anh em có thể giới thiệu cho bên mình. Đấy, liên hệ trực tiếp với số hotline mình đang để ở trên nhé. Ok, xin... đây, xin lỗi anh em. Đây, còn một con. Đây, còn một con Vario. Đây một con Vario, xít em quên anh em ạ, một chiếc Vario rất là đẹp luôn. Đây em quay cháu một vòng, một chiếc Vario vừa mới mua xong. Đấy, vừa mới mua nhá anh em nhá, được dụng kiểm tra này. Một chiếc Vario. Đấy, anh em nào quan tâm Vario, thực ra những dòng Vario nó hay tranh giành với lại 1.700 nha anh em nhá. 1.700. Đây, dùng quay chi tiết cho anh em nhìn xem nào. Đấy, một chiếc Vario đây. Vario rất là đẹp luôn, bản đen sần. Đấy, bản đen sần nhá anh em nhá, khóa chìa. Biển số 29X5 62404 nhá mọi người nhá. Đây bản đen sần, xe rất là mới, chạy có hơn 1000 cây đâu. Đây anh em nhìn đẹp không ạ? Đấy, xe rất là đẹp. Thực ra là anh em nào mà thích thay đổi mẫu mã của Ablet sang, anh em mà đi chán Ablet rồi ấy, thì là anh em có thể quan tâm cho mình những con này. Đấy, rất là đẹp nha, dòng này chạy rất là sướng. Con này mua 36.500.000 nha anh em nha, dùng cộng 2.000.000 với chiếc Vario bản đen sần. Đấy, rất là đẹp đúng không? Không nổ cho anh em nghe cái. Chạy sướng lắm con này, dòng này chạy lắm. Thực ra là cũng phải tùy thuộc vào anh em thích form dáng nha mọi người nhá. Có những anh em thì thích Blade, nhưng mà có những anh em lại thích Vario, vì là thực ra là cái giá cân bằng của Vario với lại Ablet nó gần gần tựa tựa như nhau. Ví dụ như con này là mua 36.500.000 dung cộng 2.000.000, cũng
Vâng, dạ chú. Thực ra là đấy, cân đối với nhau nha anh em nhé. Thực ra là nó sàn sàn. Nó sàn sàn với giá A-Black. Đấy, anh em nào quan tâm những chiếc xe Vario như này, đây hiện tại bên mình có rất là nhiều những dòng xe đây. Như chiếc Dream này. Không quên chiếc Dream này là mua 73 triệu nha anh em nhé. Mua 73 triệu cộng 3 triệu rưỡi. Chạy có mấy trăm cây không? Đấy. Anh em nào, thực ra những cái dòng xe này là dành cho anh em nào dân chơi và dành cho anh em nào nhiều tiền. Lắm tiền nhiều của, như anh Kiên nói là lắm tiền nhiều của, mua về để trưng bày và mua về để phòng khách anh em ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là đẹp nha anh em nhé. Chắc chắn những chiếc xe này trên thị trường không còn nhiều đâu ạ. Đấy, anh em nào quan tâm mà mua những dòng này về để chơi. Thực ra là những anh này mà mua những chiếc xe tầm tiền như thế này rồi là anh đã có rất là nhiều ô tô rồi. Đấy, ô tô rồi và anh thừa tiền rồi đấy, anh mua về gọi là anh ngắm. Hoặc là có những anh em đam mê thích xe mua về để chơi. Đấy. Mua 73 triệu nha anh em nhé. Con này cộng 3 triệu rưỡi ạ. Vẫn không quên vì là khi mà anh Kiên mua xe này đã livestream trực tiếp rồi. Nên em cũng không phải nói gì nhiều về con xe này nữa. Xe chạy có mấy trăm cây nên anh em yên tâm nhé. Cam kết anh em đẹp là đẹp. Đấy, rất là nhiều những chiếc SH350. Đấy, anh em quan tâm cứ 125 triệu và 127 triệu. Thì anh em quan tâm thì cứ inbox trực tiếp nhé. Và nhiều rất là nhiều những dòng xe 125, 150 của Honda. Anh em nào quan tâm thì cứ inbox trực tiếp vào số điện thoại hotline dùng để ở trên nhé. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau.